Công an Bình Dương truy tìm nghi phạm giết nữ kế toán. Tối ngày 29 tháng 3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương có thông báo truy tìm nghi phạm gây ra vụ án mạng tại một công ty trên địa bàn phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ chiều nay, nhân viên công ty gỗ Vĩnh Thuận, phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên phát hiện chị LTM, kế toán, tử vong tại công ty nên báo công an. Qua khám nghiệm hiện trường, xác định nghi phạm gây ra vụ án mạng là Giang Dông Gu, 47 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, là giám đốc công ty Vĩnh Thuận. Hiện Giang Dông Gu đã rời khỏi công ty trên chiếc xe bán tải màu trắng, biển số 61C45000. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương thông báo cơ quan tổ chức, cá nhân nếu phát hiện Giang Dông Gu thì báo tin ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp giải quyết.